chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay em có xuống nhà anh Thuận ở Biên Giang để nâng cấp và lắp đặt cho anh ấy. Anh ấy lấy những sản phẩm bên Hiếu Minh bên em, đó là một chiếc van số mang thương hiệu DB Aquatic có model là D9600 với giá trị là 7.500.000 đồng, và một đôi loa là mang thương hiệu DB Aquatic DS12 với giá trị là 13.500.000 đồng, và một chiếc súp hơi BAT40 cũng mang thương hiệu DB Aquatic 115S với giá trị là 6.500.000 đồng. Và nhà anh ấy thì hiện tại nhà anh ấy là dùng một chiếc đẩy K8 DBK8, còn chiếc lọc ở trên kia thì anh ấy bỏ, anh không dùng, và một bộ mic JBL hàng Trung Quốc nhé các bác nhé. Và sau đó anh dùng một đôi loa, ngày xưa anh dùng một đôi loa của CS, đôi loa lầm BAT25, thì bây giờ em xin được phép được vào để đầu nối và setup. Thì vừa rồi thì em đã cất chỉnh cho anh ấy xong, thì anh xin mời các bác cùng thưởng thức một đoạn nhạc Zumba nhé.
hạnh phúc ấy sao quá mong manh. Thưởng thức chất âm của bộ dàn này thì thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn các bác những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Các bác muốn trải nghiệm có thể qua hai cơ sở, đó là cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, cơ sở 2 là miền lạnh 76A Lý Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các bác nhá.